Thưa quý vị, theo tờ Guardian, đưa tin tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, các lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sẽ được chiêu đãi nhiều đặc sản nước tiếng của vùng Hiroshima, Nhật Bản, như bánh Okonomiyaki, hầu, cá đá, gà balotin. Vào thứ Bảy 20 tháng 5, khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ hai đến thăm bảo tàng tử niệm hòa bình sau ông Barack Obama, bữa trưa sẽ có món cá hồi ướp, cá đá nhật bản gà balotin tráng miệng bằng semi frido một dạng kem với chanh và men rượu sake bữa tối tại một nhà hàng truyền thống trên đảo miyajima gần đó sẽ bắt đầu với các món hải sản biển seto xúc cá cháp món chính là thịt bò hiroshima và sushi lươn các loại kẹo truyền thống của hiroshima sẽ tạo thành món tráng miệng Thực đơn bao gồm một số món ăn khá kén khẩu vị nhưng cũng có nhiều món quen thuộc như là edamame, thịt bò wagyu và miso. Thủ tướng Fumio Kishida được cho là đã tham gia tích cực quá trình lựa chọn thực phẩm, thường xuyên thảo luận với các nhân viên trong 6 tháng qua để đảm bảo rằng đặc sản địa phương được giới thiệu rộng rãi. Okonomiyaki, một món ăn đường phố nổi tiếng của Nhật Bản, cũng sẽ được phục vụ tại một sự kiện hôm thứ Bảy cùng với món cá hấp bánh phô mai với gelato dâu tây.